Xin chào quý anh chị, hôm nay Nội thất Khoa Nguyệt sẽ chia sẻ cho anh chị cách phân biệt chăn ga gối đệm Sông Hồng chính hãng. Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và uy tín của thương hiệu chăn ga gối đệm Sông Hồng, Nội thất Khoa Nguyệt xin trân trọng thông báo đến quý khách một số cách thức để nhận biết sản phẩm chính hãng và tránh mua phải hàng giả, hàng nhái như sau. Thứ nhất, các nhãn hiệu sản phẩm chăn gối đệm Sông Hồng được đăng ký bảo hộ. Thứ hai, cách nhận biết sản phẩm chính hãng Sông Hồng. Bao bì. Trên bao bì, túi đựng đệm bông ép Sông Hồng, chăn đông, chăn xuân thu, bộ chăn ga gối, bộ ga gối, ga đơn, ruột chăn bông, mềm hè dòng Doraemon, Hello Kitty đều có biểu tượng logo Sông Hồng. Trên mặt vải của vỏ chăn, ga, gối, đệm 2 tấm, đệm 3 tấm, ruột gối, ruột chăn thuộc hãng Classic Collection đều in logo Sông Hồng. Ruột chăn bông, ruột gối bông Sông Hồng có chất lượng cao, màu trắng tinh, mềm mại, tơi xốp, đàn hồi, không quấn cục và cứng như các sản phẩm nhái. Trên bề mặt vải phin trắng có in logo Sông Hồng. Lõi đệm bông ép Sông Hồng đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, có đủ độ cứng và đàn hồi, không bị xẹp lún. Mỗi tấm ruột đệm đều được dập nổi logo Sông Hồng hoặc có dấu đạt chỉ tiêu chuẩn xưởng. Trên thẻ bài thể hiện chi tiết các thông tin sản phẩm như mã màu, mã vạch, giá bán lẻ, hướng dẫn sử dụng, tem chống hàng giả, hướng dẫn kiểm tra sản phẩm chính hãng. Trên hai mặt của khóa kéo, các sản phẩm đều có logo dập nổi. Để tránh mua phải hàng giả, chăn ga Sông Hồng, hàng nhái kém chất lượng, quý khách nên mua tại các đại lý chính thức của Sông Hồng trên toàn quốc. Tại Thái Nguyên, quý khách nên mua trực tiếp tại địa chỉ Nội thất Khoa Nguyệt. Đây là một trong số những địa chỉ tin cậy chuyên bán hàng chính hãng Sông Hồng. Giá luôn được chiết khấu cao với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam. Ngoài ra, đại lý còn thường xuyên có những chương trình khuyến mại với những quà tặng cực kỳ hấp dẫn, với thái độ phục vụ tận tình, bán hàng chuyên nghiệp, giá thành rẻ, tin chắc rằng sẽ làm hài lòng những quý khách khó tính nhất. Chúng tôi hỗ trợ mọi thắc mắc và tư vấn cho quý anh chị qua số điện thoại 0966 658 268. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Hãy nhấn đăng ký và theo dõi kênh của chúng tôi để nhận được nhiều thông tin hơn nữa. Nội thất Khoa Nguyệt, nơi trang trí ước mơ của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!